anh gọi điện thoại từ nhà. Nhưng nhiều ngày rồi mình không về, không liên lạc gì cả. Chỉ còn về là nơi giấy, đừng lo đêm này còn đi chơi xa. Em mới đi chơi với anh, mới đi đến nơi mà mình còn đi say. Chạy con xe chờ em trong trai mình phóng tầm mắt. Chờ mới tóc mình ngủ một giấc mà không được bảo thức. Giờ này mà khi anh đang trong ca trực, em thì đang lo ngày mai giảng đường thôi. Nhưng chú chắc chưa không đẹp nào có hức. Mình rời đi phố chưa chịu nào nữa. Nơi mà ngày thở cũng làm ta.